bạn bè xâm đầy mình bông phòng thông TV xôm cổ rộp dây ta bằng ổn phục mai xâm rất chẳng cục quân đà vì lúc nơi thân và thằng này phòng thông TV bằng vọt vọt bằng cọc dây ta vọt bằng cọc thật nơi khu phụ mây sọc quân vị tù khách sọc chăng mà bình chăng tục ngô chung dây ta nằm bầy tết sản hạ tăng ọc này bạc này hay chìa bệ vị hìa dây ta mục dây ta bụng tết sản hạ nằm bệ vị hìa chẳng hình bằng tiết phòng thông nâng chuyên gia ta bằng phổ nhiên đặc sản này hạ tụ cũng chỗ là tàu ruộng mà đặc sản này cho mọi người cầm bóng thông tin viên ngọt này bạn vâng lời nói đầu tiên người Dũng Thơm TV xin chào tất cả cô chú anh chị các bạn yêu mến ghen ngô bữa nay Dũng Thơm lại đến chùa Bangkok thuộc xã Phú Mỹ huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng để quay gần cảnh hai chiếc ghen ngô cho cô chú anh chị các bạn mình được xem. Đây là hoàn cảnh của ngôi chùa Bangkok của chú anh chị, cũng là một ngôi chùa cổ rất là đẹp mọi người. À, cho mọi người xem hoàn cảnh một chút rồi Dũng Thơm sẽ dắt mọi người đi chiêm ngưỡng chiếc kia ngô mới và một chiếc kia ngô sửa lại khoảng trên 45%. Thì Dũng Thơm quay hoàn cảnh một chút cho cô chú anh chị mình tiện theo dõi hoàn cảnh. Do quay video cũng được chỉnh thì mọi người cũng thông cảm. Chừng hơi bóng thông TV còn cho người ta chú lê tết xa nạ tục ngô vật bận cóc nào phùm cung phùm Mỹ sọc bị tù khách sọc chăng. Chừng hơi xôm cho người ta thật hợp này. Quay cũng thơm xin mời tất cả của chú anh chị cùng vào bên trong để xem viên ngô. Trước mặt cô chú viên chị đó là chiếc kia ngô mới đã đóng xong. Thì Dũng Thơm bận không được đến để quay những cái khâu giai đoạn đầu tiên cho cô chú viên chị các bạn mình xem. Thì bây giờ cũng đã xong, cũng lên qua văn cũng đã xong được cô chú viên chị. Bà ta tầm bây bình chăng ở chung dây ta tết sản án. Rồi xa bọn thông coi là bọn bếp bạn mò hay gần nhà bọn cách chùa rừng quậy nhà chung hay rồi sang bọn camera với chỗ thân hay video bạn bạn sạc trên cái sông gì ta tết sana này chỉ tụt ngột mây là bảo vật bằng các nào phum khum phum mây sọc mây tụ khách sọc chăng và bạn tiêm luôn hơi ó vậy ta sơn cái bạch hay bò hay có lần liệp chọn vô sẽ ra ra cái gì ta rất là đẹp của cô chú anh chị do cũng thơm bận không được đến quay giai đoạn đầu thì bây giờ cũng đã lên qua văn xong để cho mọi người xem một chút rất là đẹp luôn mọi người, quá ok luôn. Bây giờ cũng đã chuẩn bị xong chiếc ghế ngồi đầu tiên cũng đã sơn hoàn thiện rất là đẹp luôn mọi người. Đã thì ta cả bạch bộ để cho nó po cũng lịch sát rồi. Đây là chiếc ngô ghe ngô của huyện Mỹ Tú cho mọi người, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Lát nữa thì Dũng Thơm sẽ quay chiếc ghe ngô sửa lại khoảng 45% cho cô chú anh chị mình tiện theo dõi luôn. Bọc tiếng anh bóng thông ở TV cho bóng bóng thêm tuộc mùi lầm bóng thịt vô cho lời phải chia xe subscribe rồi chút như ta kết sẵn tụi ngôn đã bàn riêng luôn rủi sẵn ra chạy quá đẹp luôn rồi. Chỉ còn phải đợi tập việc khi thi đấu nó cũng như là ok vậy ràng bụng là cũng đã xong hết rồi. Thì bây giờ cũng là bạn phải thì
thiếu kích thước một chút thì cũng mong cô chú anh chị các bạn mình xem và thông cảm. Nhắm coi cái này nè, chai dầu đã cũng đã xong rồi, bây giờ đang hoàn thiện thêm một chiếc ghe. Nếu sợ thì lấy cây gác ngang gạch cái. Chiếc ghe này thì cũng ban tổ chức cũng có nói là khoảng 40 trên 45%, như thầy dán nhảy với một số bè, một số con đùi, cũng như chỗ nào bị không vừa ý thì sẽ thay lại hết, khoảng coi như tổng cộng khoảng 45%. Chiếc này lãi cao rồi. Thầy cũng thơm sẽ bày cho chú anh chị các bạn mình xem. Chừng ngày gì ta trong bài Tesla lệnh tục ngô cầm bụng để chuột chọn mùi thì mình tỏ lên tiếp. Phá cái đà hoặc hay là phá công phá tục ngô mới bụng chuột chọn. Đây, đây là chiếc ngô đang sửa lại một số công đoạn như quán nhảy. Đó, sẽ thay lại một miếng quán nhảy. Và một số công phụ như mấy cái công bê dành đó mọi người. Quán nhảy thì người ta gọi thêm là bê dành. Cũng thay một số công đó mọi người, thấy không? Thì chiếc này khoảng 45% sửa lại hết. Có anh đặt thôi thôi. Ừ, đặt hai anh vô này, anh vô lý này, anh chiên lý. Cũng rất là đẹp luôn. Hình như là 2.7 vậy. Hả? Đừng 2 trăm mấy còn 300 mấy còn anh xa hết á. Bây giờ chỉ còn có để phần đầu nó coi như là cũng hoàn thiện rồi. Ừ. Ừ. Lâu có trong trần hơi ở đây với ta nó tự đặt cái 3 lần tê cho tiết nó bị hơi tiết là lùi sai chạy. Tổng cộng có 3 chiếc thì mình có 1 chiếc cũ nữa năm mình trồng được chiếc dắt. Thì năm nay thì thống nhất là sửa thống mới 1 chiếc và 1 chiếc là sửa lại quá 45%. Thì cũng thơm hơn kết một chút với các bạn mình xem là tiệm theo dõi. Thì mọi người nhớ hay và like và đăng ký dùng như chỗ Dũng Thơm TV. Trong cái video rất cảm ơn với quý anh chị đã theo dõi kênh của Dũng Thơm TV. Và mong còn mong người vật cũng tập với mình bày chút thì ta nhìn ta quên nhiều còn không thì chúng ta chẳng chưa gì cả. Chúng ta cũng chặt vào đám đoàn kênh của phòng công ty với tôi chạy kia lại subscribe và công ty phòng mặt tầm bầy phòng thông tin viên cùng gọi là chun dây tay bằng chào ngô tầm bầy tè sân chỉ một tập thì như này chỉ thuốc mà thuốc mây thì cho cả chuyện xe tập đàm chạy tôi và mình đã hóa thêm cộng một tên khác một số lực mà phải kia buôn hồ sắp lên thì cũng như cho tổng cộng khoảng 450 triệu thôi của chú anh chị. Thì 2 chiếc thì 1 chiếc sửa thì 1 chiếc đóng mới. Vậy đủ chưa? Thì khi nào tập giật thì cũng thơm sẽ đến quay review tiếp cho cô chú anh chị các bạn mình tiện theo dõi. Ở phần cuối này thì cũng thơm cũng chúc tất cả cô chú anh chị luôn luôn người đạo sức khỏe hạnh phúc bình an vạn sự như ý. Và đây là một nông trong tập tiêu phòng thông tin viết là xôn ở khuôn dây ta là bản tết sân nàn ở kênh phòng thông tin viết là xôn ở khuôn dây ta là lọc ở kia dây ta là khuôn dây ta là khuôn dây ta là xôn ở 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 khuôn dây ta là xôn